Ngày 24 tháng 6, hãng tin Reuters đã cập nhật có ít nhất 15 cảnh sát và một linh mục chính thống giáo thiệt mạng sau khi các tay súng xả súng vào một giáo đường Do Thái, một nhà thờ chính thống giáo và một đồn cảnh sát trên khắp hai thành phố ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga vào hôm 23 tháng 6. Chính quyền Cộng hòa Dagestan tuyên bố để tang trong các ngày từ 24 đến 26 tháng 6. Theo đó, các cơ quan công quyền sẽ treo cờ rủ và mọi hoạt động vui chơi giải trí sẽ bị hủy trong thời gian này. Hiện không có bên nào nhận trách nhiệm ngay lập tức về các cuộc tấn công ở Cộng hòa Dagestan. Ủy ban điều tra Nga cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự về các hành vi khủng bố ở Dagestan. Vùng đất phía nam của Nga có phần lớn người dân theo đạo Hồi, giáp tranh với Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Các quan chức Nga cho biết cảnh sát đã tiêu diệt 4 tay súng ở Makhachkala và 2 tay súng ở Derbent.